Thưa quý vị, tiếp sau ngân hàng HSBC thì ngân hàng Standard Chartered vừa mới đưa ra dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6,8%, nghĩa là cao hơn mục tiêu 6,7% do chính phủ đề ra. Đây là dự báo lạc quan nhất từ đầu năm đến nay trong số các tổ chức nước ngoài. Mức dự báo tăng trưởng GDP 6,8% của ngân hàng Standard Chartered là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 9 năm qua. Với mức tăng trưởng mới này, Việt Nam sẽ đứng đầu các nước ASEAN 6, thậm chí là qua mặt cả Philippines. Theo ngân hàng Standard Chartered, tăng trưởng của Việt Nam đạt khoảng 6,4% trong 9 tháng, cao hơn dự báo là 6,1%, nhờ tốc độ tăng trưởng vượt bậc của ngành công nghiệp chế tạo, vốn tăng mạnh trong 3 quý đầu năm. Ngân hàng này cũng điều chỉnh dự báo lạm phát của Việt Nam thêm 0,1 điểm phần trăm lên 3,7% cho cả năm nay và 3,8% trong năm 2018. Ngoài ra, thì Standard Chartered dự báo vốn FDI thực hiện trong 6 tháng cuối năm sẽ đạt 8 tỷ đô la Mỹ và đưa tổng số giải ngân lên trên 20 tỷ đô la Mỹ trong cả năm nay. Đầu tuần này, thì ngân hàng HSBC cũng nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên mức 6,6% từ mức 6,2% được điều chỉnh trong tháng 9, cũng nhờ tốc độ tăng trưởng vượt bậc trong quý 3 vừa qua.